Phát huy tinh thần thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, vừa qua hệ thống Anh ngữ quốc tế Oxen Edu Việt Nam đã triển khai chương trình Xuân ấm áp, Tết yêu thương tại bản Co Đứa và bản Lọng Lót, xã Mường Sai, huyện Sông Mã. Các bản Co Đứa và Lọng Lót là bản đặc biệt khó khăn của xã Mường Sai, huyện Sông Mã. Phần lớn dân cư ở đây là đồng bào dân tộc Mông. Đời sống vật chất tinh thần của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Điều kiện giao thông, sinh hoạt còn thiếu thốn. Thấu hiểu những khó khăn của người dân, với khẩu hiệu Xuân ấm áp, Tết yêu thương, các đoàn viên thanh niên của hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu Việt Nam không quản ngại đường xá xa xôi đến thăm và tặng quà cho các em học sinh mầm non tại hai điểm trường này. Qua đó, góp phần mang không khí ấm áp đến đồng bào trước thềm năm mới. Hôm nay nhà trường được công ty Ocean Edu đến tặng quà cho nhà trường, cho các cháu học sinh cho nhà trường thì nhà trường cũng rất là vui và phấn khởi. Tại chương trình, đoàn đã trao 80 phần quà cho các em học sinh mầm non của hai điểm trường với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Hoạt động này được bà con hai bản Co Đứa và Lọng Ót cũng như chính quyền địa phương đánh giá cao. Trong chương trình thiện nguyện ngày hôm nay thì công ty Ocean Edu cùng với tất cả các thành viên thì mong muốn là gửi tới các điểm trường của Sơn La những cái món quà Tết ấm áp của con người Ocean Edu và rất mong muốn là các con sẽ có được một chút bớt chút những khó khăn và có những niềm vui trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Chương trình Xuân ấm áp Tết yêu thương là hoạt động thiết thực của hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu trong việc giáo dục đoàn viên thanh niên tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.